Rồi đề nè mọi người ơi, đề nè. Tìm y bằng mx cộng n, tìm mn để cho cái đường thẳng này nè, cái đường này là mình ký hiệu là chữ cái đường D đi, cái đường D song song với cái đường D, D1 y bằng 2x trừ 3 và đi qua giao tuyến T, xin lỗi T thuộc cái đường D2 y bằng 3x cộng 2 và cái đường D D3 y bằng trừ 2x trừ 3. Thì thứ nhất các bạn phải tìm giúp lại cái chữ T. T là giao điểm của cái đường D1 và cái đường D D D3. Thì ở đây các bạn có thể tìm bằng cách là giải theo hệ hoặc là các bạn giải theo phương trình. Ở đây các bạn giải hai cách nha. Một là theo hệ nè. Hai là các bạn theo phương trình. Được chưa? Phương trình. Thì lại sẽ giải theo hệ nha. Rồi. T có tọa độ x y thuộc vào D D2. T có tọa độ x y thuộc vào D D3. Từ đây mình tương đương D2 đâu à? Đây viết lại y bằng 3x cộng 2. Tiếp tục D3 đâu à? Y bằng trừ 2x trừ 3. Rồi các bạn chuyển cái hàng x qua để giống như phương trình hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là trừ 3x cộng y bằng 2. Và hàng này cũng vậy, 2x cộng y bằng trừ trừ 3. Vậy mình đã quay về gì à? Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì các bạn có thể giải bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại đại số. Nhưng ở đây mình muốn lẹ thì mình bấm máy máy tính nha các bạn, bấm máy tính nè, bấm on mode 51 xuất hiện a b c, a nè b nè và c, vậy là trừ 3 1 2, tiếp tục 2 1 trừ 3 bằng bằng thì mình ra trừ 1 và trừ 1 trừ 1 trừ 1 để ta kết luận t sẽ là tọa độ là trừ 1 trừ 1. Ok chưa? Sau đó các bạn lập luận D. D song song với D D1 y bằng 2x trừ 3. Thì nhớ giúp lại là song song thì A nè, đây là tương ứng chữ A trong công thức y bằng AX cộng B đó các bạn. Còn đây là B nè. Đó, song song thì A bằng, vậy là M bằng 2. M bằng 2. Và B nè, N bằng khác, xin lỗi. Song song là A bằng B khác nha các bạn. A bằng B khác. Vậy tương đương mình sẽ có D y bằng 2x cộng N. Tại N chưa có mà. Được chưa? Rồi tiếp tục T có tọa độ trừ 1 trừ 1 thuộc D y bằng 2x cộng N. Chỗ nào có x các bạn thay bằng trừ 1. Chỗ nào có y các bạn thay bằng trừ 1. Vậy tương đương trừ 1 bằng 2 nhân trừ 1 cộng n. Vậy giải ra n sẽ ra bao nhiêu ạ? Ra 1. 1 này có khác chữ 3 mà khác nhận. Vậy ta kết luận d y bằng 2x cộng 1. Ok nha bạn.